vì một chút quyền lợi tiền bạc gì đó mà bả nay là cũng 60 mấy 70 tuổi rồi, 70 hay 70 mấy gì rồi, mà ăn được có cái gì nữa đâu mà đi vì đồng tiền mà đi nói vậy. 70 70 mấy tuổi gì đó mà ông tu làm sao mà ông vì đồng tiền tính lại đó, đặng nói đỡ cho bà Hằng đặng kiếm mớ. Nhưng mà chắc bả cũng không ở không rồi cho mấy người đó đâu. Sư Minh Tệ nói, sư Minh Tệ là lấy kim cũng mua bằng tiền rồi á, là trời ơi, ông nói xà báu nói sao không nghe đoạn nói là như là sao sư, cái gì mà không mua bằng sư tiền. Sư nghe nói là vị sư đó nói thầy Minh Tệ có nhận tiền hay sao á, đúng thầy, không thầy Minh Tệ làm gì có nhận tiền thì đó nghe cho thì thầy nói là cái kim cũng mua bằng tiền à. Rồi á là chẳng hạn như là cái nồi cơm điện cũng mua bằng tiền, người ta cúng hay là quạt cơm ăn hay này kia nọ cũng mua bằng tiền, thì ổng kẻ gạch ra cái đó, ổng hỏi mấy ông Bluetooth thì có ông không trả lời được. Cứ nói ông là xàm tấu, đồng ý là cái gì không mua bằng tiền, nhưng người ta không nhận chùa cao Phật lớn, ông hiểu cái đó, ông nên hiểu cái đó. Còn người ta nhận chỉ cái vật ăn trong thân mà đem công đức này hồi hướng cho chúng sanh, ông nên hiểu điều đó. Và lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến tất cả quý ông bà cô chú và anh chị. Trước màn hình quý ông bà của anh chị, đây là một cư sĩ đó, một người cư sĩ mà đi bán vé số chứ không gọi là ôm vác, không làm gì hết ha, tu tại gia. Ông bà cô chú anh chị thì xem những trang mạng rất là bức xúc, cho nên là gọi em xuống, anh em có em xuống đây để mà nói lên những cái gì mà những ma vương quỷ vương mà hại thầy Minh Tệ đó, thì câu chuyện này như thế nào. Em mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị hãy đồng hành em hết video sẽ hiểu hơn về câu chuyện ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước kính chào cộng đồng mạng, chúc cộng đồng mạng đời đời bền vững. Quý vị có đi ngược về xuôi, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, đời an lạc, có ai thấy nghe điều niệm hồng danh đều được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay chú hỏi vậy thì nói về ông Huệ Thận, thì nó cũng nói quý vị cộng đồng mạng luôn. Thì quý vị cộng đồng mạng coi kinh nha. Thì nếu mà đời Đức Phật á thì không có xét về lý lịch đâu, thì ổng có chạy ra ôm hay là ổng có làm cái gì đó không cần thiết. Nhưng mà đòi hỏi á, là ngay từ bây giờ anh có tu hay không. Đòi hỏi anh có tu hay không, hay là bây giờ anh còn tiếp tục lừa đảo lường gạt nữa, hay là bây giờ anh tiếp tục lên chỉ trích cái người tu chân chính của người ta nữa, thì cái đó mới là quan trọng. Còn cái tu đó thì thời Đức Phật Ương Vật Ma La giết gần cả trăm cả ngàn người, còn một người nữa là đủ 1000, nhưng mà Đức Phật còn cứu tu thành A La Hán được. Thì quý vị đừng sợ cái vấn đề mà cái lý lịch của người ta tốt hay xấu, vì đi tu không có làm xét lý lịch. Còn đi tu anh buông đầu đao là anh thành Bồ Tát. Khi anh lên đây anh đụng trần sa hoặc vô minh hoặc thì anh sẽ vướng vào, nhưng mà khi anh biết cái đó sai, anh bỏ để mà anh quay đầu với Phật pháp là quá tuyệt vời. Còn bây giờ ông này á, tuy mặc dù chút trước thì ổng chạy ra ôm hay gì đó tôi không biết, nhưng mà bây giờ cũng chắc còn ổng còn hơn ông đâu ôm nữa. Ông không có tu hành gì hết giáo, ổng cứ lên là ổng nói này nói kia nói nọ là ổng phá, nhưng mà tại vì cái duyên phá của ổng nó chưa hết. Chứ nếu nó hết rồi cái nghiệp hoặc của ổng, ổng không đường né đâu. Không có giang hồ gì cứu ổng nổi đó, kể cả trời cũng cứu ông chưa nổi nữa ông anh ơi. Tôi nói ông là ông tỉnh lại đi, để rồi ông tu hành ông có tu hay không thì chuyện tôi không biết, nhưng mà ông cứ đeo theo ông thầy Minh Tệ để là ông phá ổng hoài thì chắc là ông, là tôi nghĩ ông là ma ba tầng. Tại vì ngày xưa ba ba từng có nói với Đức Phật là nếu sau này con cháu của ngài tu ở đâu thì tôi sẽ đến đó phá, thì chắc là ngài là ma ba từng. Chú cho con nói nè, bây giờ chú nghe xem được cái clip không, bây giờ theo bợ với Hằng luôn rồi bây giờ theo đi bợ với Hằng để chắc có nghĩa là xây là cái chuồng gà hay sao. Hôm bữa là nghe nói có hẹn một cái vị nào đó để mà xong rồi anh lúc là bà con người ta tới tới xong rồi ở đầu trốn trong chuồng gà live stream rồi qua ngày hôm sau là sợ quá đó là mà chạy xuống dưới suối, ngâm cái láp dưới suối á, live stream dưới suối luôn đó. Bây giờ nghe cái nguồn nước đó ô nhiễm tại vì cái láp nó dơ quá rồi cá nó nghĩa hay sao đó. Rồi bây giờ bợ chị Hằng để chắc có thể xin tiền chị Hằng hay sao đó để mà về xây cái chuồng gà đó. Dạ thì giờ chú nói vậy thì tôi cũng nói vậy. Ví dụ tôi nói những cái người mà khi người ta đạt đến cái đỉnh giới mà tu chân chính rồi đó,
thì người ta không có nói sai được đâu. Dạ. Dù chú có đem vàng tới đây chú biểu tôi nói sai tôi không nói được. Ví dụ như ổng theo bà Hằng để ổng xin được cái gì? Bà cho được nhiêu? 5-10 triệu, 100 triệu, 20-30 triệu gì đó, nhưng mà lên cái cộng đồng này để người ta quyền rủa mình thì mình không có phải một bậc chân tu. Thà là tôi đi là lượm mót bắp người ta dục tôi ăn mà tôi không bao giờ nói sai khi mình đã phát cái áo thầy tu. Tôi nói thẳng với chú hiểu như vậy. Cho nên những người này tu như thế nào, tu danh tu lợi gì tôi không biết. Tu về ăn uống gì đó tôi không cần biết. Nhưng mà những người có nhiều người lên nói 84.000 pháp môn của Phật, ai muốn tu pháp môn nào tu, anh tu pháp môn nào cũng được, tôi không có cần thiết anh cái vụ đó. Nhưng mà anh tu cái pháp môn nào anh cũng phải có cái lòng từ bi, anh cũng phải biết nhìn đúng sai. Chứ anh tu cái pháp môn của Phật mà anh cứ nói bậy hoài, anh bận áo của Đức Phật mà anh cứ nói tầm bậy hoài thì anh biết cái áo đó nó sẽ đưa anh đến chính tầng địa ngục. Rồi chú ơi, có cái việc như thế này nữa nè. Chú cũng từng nói là ai phá thầy Minh Tuệ của chú á, dạ, là sẽ bị nghiêu quật hết. Nhưng hiện tại là quỷ thượng đang bị nghiêu quật á. Đúng luôn luôn mày đó rồi. Dũng hết rồi. Tôi nói chú á, tại vì tôi nói hoài mà sao còn người ta, tôi thiệt tôi thương, tôi đau khổ, tôi thương mấy người này luôn á. Cái bậc chân chính người ta tu, quý vị thấy không phải chuyện đơn giản đâu, không phải chuyện tầm thường đâu. Quý vị thấy ông đi ông không nói ai đúng vậy phải không? Ông cũng không chửi ai không? Cho nên mình chửi ông thoải mái gì? Quý vị quên là chư thiên người ta đang ngồi trên đầu quý vị á. Quý vị đang quên là hộ pháp chư tôn người ta đang ngồi trảnh á. Người ta đang dội ông Minh Tệ như một cái ngọn đèn soi vậy nè. Quý vị hiểu chưa? Quý vị vừa thò vô đó người ta rội quý vị liền. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị ông Minh Tệ ông đi vậy quý vị tưởng đâu đơn giản đâu. Quý vị không quản, quý vị không có bán cái số như tôi mà 8 giờ về nghỉ tới chiều đâu. Cho nên quý vị biết một ngày tôi ngồi thiền mấy lần chứ không phải là gì. Thí dụ mà có quý vị chơi thì tôi không ấy thôi, có một mình tôi là ngồi thiền một ngày mấy lần à, để tối á quý vị bỏ cà phê sữa tất cả các cái ăn ngon tôi ăn ngày cũng một cử thôi. Có khi tôi ra ngoài tôi lặt rau vô tôi ăn là ở đây bà cô bà thấy tôi bà nhức cái mình à. Nói thiệt tôi ăn riết mà tròm sớm này nhiều khi người ta lợi vậy là biết tôi ăn cái gì luôn á. Vậy là có nghĩa rằng ý chú nói là thầy Minh Tệ có một cái lỗi nồi cơm điện đó, đi tới đâu là ánh sáng chỗ nào tối là thầy sâu vô đó là lỗ hết đúng không? Quý vị tưởng quý vị cứ tưởng ông thầy Minh Tệ ông đơn giản thì sao, hộ pháp chư tôn người ta nó gia hộ rồi hết ráo rồi mà. Quý vị vô quý vị đụng là tôi nói quý vị từ chết tới bị thương thôi. Kể cả cô Hằng là tiền của cô thấy không, tiền của cái bằng vời vợi luôn á, nhưng mà chỉ cần nói để tôi là dạch ông thầy Minh Tệ đúng sai chỗ nào thì chả có dám dạch luôn, quật liền tại chỗ này. Thì bây giờ bắt đầu cô vô khổ nè. Cô vô cái cảnh khổ nè, tôi nói là quý vị sẽ coi. Chú thì bên hiểu về bên Phật á thì con cũng xin phép con hỏi cái vấn đề này. Theo như một cái người có đầu tròn áo vuông giống như Huệ Thần đó mà lên trên mạng ngày ra 5-7 clip và tối live stream rồi công kích thầy Minh Tệ hết người này tới người kia, thì con hỏi chú là Huệ Thần vậy là có mình có sai cái bên gọi là bên Phật không, bên tu không? Cái ông này ổng còn thua người phàm nữa chứ tu gì. Ổng bận cái áo nhà tu ổng thua người phàm mà ổng sai là kia là ổng muốn là nói là ổng dạch ông thầy Minh Tệ á thì ổng nên giục cái áo tu đó trong nhà đi, chứ mà ổng bận cái áo tu đó là sau này quý sứ nó quýnh ổng là cái Trần gian này ăn thua gì. Trần gian này ăn thua gì, chính tầng địa ngục nó xử ổng á. Có một cái điều đặc biệt như thế này là khi anh em tụi con muốn giáp mặt với ông Huệ Thuận để mà nói chuyện cho rõ ràng thì sư Minh Tệ có cái lỗi gì mà ổng lên ổng soi mói đó. Thì anh em tụi con á thì hay đi tới nhà để tìm lắm, và đặc biệt là tối là anh em tụi con hay là vô kiểu như là muốn khám phá ổng đó. Ổng nói á bây giờ là ổng bắt 6 tổ ông trò dẻ để trong cái am cái thất gì của ổng á, chuồng gà rồi trong chuồng gà đó, giờ ổng bỏ mà chó ổng mua chó dữ lắm nha, chó ngao Tây Tạng á, con là mấy trăm triệu bỏ trong đó để anh em tụi con á có vô khám phá là ông quất chó dứt đó. Rồi chú thấy chú nghĩ ổng là một cái người tu hành, ổng nói được nhưng mà ổng không dám giáp mặt với anh em, mà ổng lại là ổng muốn là đem những cái đó để ổng cản đường là anh em đi vô trong cái thạch ổng là sao. Quý vị thấy ổng mấy ổng vậy có phải người tu không? Ổng là ma ba tầng để ổng phá, mà ổng phá cả ông Minh Tệ, mà ổng phá luôn cả quý vị
đó. Là ổng là bây giờ tôi nói á, thì nói cho quý vị nghe vậy thôi, chứ còn á, sắp tới đây là quý vị thấy cái nghiệp của ổng, quý vị sẽ kiếp đảm luôn, mà sau này ổng sẽ mất luôn á, không còn gì để nói nữa. Tôi nói quý vị thì coi thử coi, nếu quý vị nè, tôi nói đơn giản thôi, giờ cái xã hội thôi, anh bận cái đồ công an mà anh đi làm cái chuyện không đúng thì pháp luật sẽ trừng trị anh, mà anh bận cái đồ của Đức Phật mà anh đi nói chuyện phàm thu tục tử, anh là phá hoại người tu, thì cái đời của anh chỉ có tàn mà thôi, chứ không có đường nào anh sống nổi đâu. Đó, tôi nói thiệt quý vị á, cho nên là những cái con người nè là không biết họ ăn cơm ha, là họ như thế nào đó tôi không biết, mà tại sao họ suy nghĩ làm sao mà họ phá ông thầy Minh Tệ hoài chứ. Mà cái ông Huệ Thận này á, ổng đặc biệt hơn mà những người khác ở chỗ này, là lúc thầy Minh Tệ lúc mà đang nổi đó trên cộng đồng đó thì lên là theo thầy Minh Tệ, nói thầy Minh Tệ tốt rồi này nọ, nhưng mà khoảng thời gian sau bắt đầu là tôi gọi là quay xe đó, là công kích là thầy Minh Tệ. Nó có cái vậy nè, theo tôi nghĩ lúc trước là ông đi câu, ông câu để ông kiếm cái tiền câu á, tại vì ông thấy cộng đồng mạng quá nhiều, ông câu kiếm tiền câu, rồi ông câu cái đó xong rồi, ông câu con cá đó xong rồi thì bắt đầu giờ ông quay lại ông chửi ông thầy Minh Tệ để ông câu tiếp nữa, là ông câu con cá thứ hai. Nhưng mà con cá thứ hai này con cá ghẻ không à, có cái điều đặc biệt con cá ghẻ không ăn không có được. Có cái điều đặc biệt như thế này là chú có theo dõi cái lúc cái thời điểm mà sư Minh Tệ đi ẩn tu rồi đó, dạ, là có cái cô Kim Anh đó mà đi từ Sài Gòn ra, đúng rồi đúng rồi, rồi ăn bờ của bụi để đi theo sư Minh Tệ. Ông gài đó, ông gài vô đó là hô cái cô đó là ghệ ổng hay gì đó rồi, phải không? Khi mà sư Minh Tệ ẩn tu thì cô này về khóc lóc rồi xin làm con nuôi cho cha mẹ sư Minh Tệ. Mà hiện tại bây giờ đó là đang lên chung một phe với lại Huệ Thận, là bữa mà live stream kiểu gì không biết mà thì, lòi ra ở trong cái hai người ở trong khách sạn. À, thì tôi nói vậy ông thầy Huệ Thận ơi, tôi cũng tôn trọng, tôi cũng người tu thôi, tôi cũng không có nói nặng nói nhẹ gì ông, nhưng mà tôi nói ông sẽ suy nghĩ kỹ ra đi. Đến lúc mà chư thiên hộ pháp người ta nghĩa là không còn gia hộ ông nữa thì ông tàn mạng ông luôn đó. Cho nên là ông nên dừng lại những cái gì mà chắc là ông tu học thì ông không đọc ít thì ông cũng đọc nhiều, mà không đọc nhiều thì ông có đọc ít, ông cũng biết cái nghiệp của Phật đã nói như thế nào rồi. Mà tại sao ông cứ bận cái đồ của Phật ra mà ông đi chửi người là tu chân chánh người ta, ông làm vậy là ông có phải ma ba tầng không? Dạ. Nếu ông ma ba tầng thì ông nên rút lại đi, chứ còn ma cũng không có làm gì được Phật đâu ngang. Cho nên ma cũng không có làm gì được Bồ Tát đâu. Cho nên chánh pháp là quý vị phải nên nhớ, chánh pháp là không bao giờ tà mà phá chánh được. Rồi ra nghĩa địa lai là bị cái người bạn thân bởi vậy báo chính quyền người ta lại túng. Bởi vậy mấy ông này tu kiếm tiền kiếm của vậy nè. Đó, ví dụ quý vị nhìn quý vị thấy biết tự nhiên giờ lên bên cái bà Hằng gì, cái cô Hằng gì đó là bên chi. Dạ. Bả tiền của ông Hà mắc gì bên bả. Bả đâu yếu sức thế cô rồi đâu, tại bả buồn miệng bả nói vậy thôi, chứ bả đâu có yếu sức thế cô. Tiền bả, chiếc nhẫn của bả cả ngàn tỷ đó, mình có chiếc đó mình đeo một bên. Dạ, bưng bô để kiếm tiền. Đúng rồi. Kiếm tiền các cái chỗ lớn lớn để rước Kim Anh về đó. Đúng rồi, mình binh là binh những cái con người sức yếu thế cô. Đó. Hoặc là mình binh những cái con người với hai nữa, tôi lên tôi nói vậy luôn, tôi cũng nói vậy luôn, bữa nay tôi khuyên quý vị cộng đồng mạng thì quý vị cũng nên tha dùm mấy cái, tôi không có gì hết á, nhưng mà tôi cũng không có đi làm như mấy ổng, nhưng mà quý vị nên tha dùm mấy cái ông đi khắc thực cái nào. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, nó mấy người xin tiền đó quý vị thì thôi kệ, người ta cũng khổ quá quý vị ơi, người ta xin thì ba cái tiền lẻ không à, ba cái tiền cho nít không lấy nữa. Tôi có dạch cái son ông kia, tôi thấy toàn 2.000 với 5.000, mà 5.000 giờ quý vị cho con quý vị nó không lấy đâu, cho nó 70.000 nó mới lấy lận. Cho nên là thôi con không đến đổi lười lão lường gạt gì đâu, thôi quý vị kệ nó, nếu dụ người ta khổ quá, gia đình người ta cũng vì chén cơm manh áo người ta mần, không có chuyện mần đó, người ta có đi khắc thực có đi xin gì đó, thôi quý vị thông cảm, đừng có dí người ta tội nghiệp, để cho người ta kiếm chén cơm người ta sống đi, cái tiền đó không có đáng vậy. Đúng ra là những cái người đó thì không ai dí đâu chú. Dạ. Tại vì như là ông Minh Đạo Đồng Tháp thì ông đã đi xin thì ông còn lên mạng ông nói là ông hay, ông chỉ trích người này chỉ người kia thì mới bị là cộng đồng mạng lại những anh em ta đi kiếm nói thôi. Thầy Minh Tệ, mình nói thầy Minh Tệ, lúc đó anh em mình mới dí ổng. Chứ mà bình thường thì cũng không dí ông đi làm gì. Ổng có nội công mà, ổng đi là mười mấy năm không chai luôn. Ổng dặn công, ổng dặn công nó nổi mà mặt ổng không có mụn luôn.
có bụng nhiều xì ra hết. Chắc chú cũng có coi cái, có những cái clip là anh em đi được không à? Đúng rồi, có coi cái clip đó, xuống tới nhà kêu cửa không mở, không biết cái ông nào tôi cũng quên rồi. Thì mấy anh em tôi coi đây. Nhưng mà đặc biệt hôm nay á là lại xuất hiện cô Diệu Hân, thì cô chú cũng biết rồi phải không? Dạ. Cô Diệu Hân thì chỉ trích sư Minh Tệ rồi bên đạo Hòa Hảo thì cũng một thời gian lắng động, rồi khi cô Hằng xuất hiện trở lại, dạ, bà lại lên trên Đại Nam, thì có mấy anh em đi rảnh nói là bà lên rảnh bà xin tiền, thì tụi anh em tụi con mới tức, mới tức tới nhà. Nhưng mà mình tới nhà người ta không lẽ giờ mình làm sừng sọ thì nó, cái đó nó quá bình lịch sự. Dạ. Anh em tụi con là mới bấm điện thoại quay, thì bà nói mà lên mà cầu chúc cầu phúc cho cô Hằng đó. Rồi khi mà anh em hỏi về thầy Nhân Đức á, thì cô á nói là thầy Nhân Đức đó là sai, quá sai. Đó thì giờ nay cô Duy Hân tuyên bố là cô Duy Hân sẽ có chỗ nào ồn ào ở trên trên mạng thì cô Hân sẽ tới. Và theo như chú nghĩ và cô Duy Hân sao, mà đặc biệt nha là chỉ trích sư Minh Tệ, rồi sư Minh Tệ muốn đi là phải hỏi qua ý kiến của cô á, nay là nghiệp vật làm chỗ rồi. Thì chú thấy bả thì bây giờ là bả đi kiếm tiền, nhưng mà tôi nghĩ bả kiếm hết nổi đó rồi, tại vì cái nghiệp nó sẽ đến bả, nếu bả tu chân chính thì chưa đến đâu. Còn bả nghĩ rằng bả kiếm tiền không ai biết, nhưng mà cái hộ pháp chư tôn này nó khổ lắm, không phò hộ ai là người đó chết, dù anh còn trẻ hay anh già. Anh bận cái áo nhà sư ra đây để anh là phỉ báng một cái bậc chân tu là kiếp. Cho nên bả mà bả đại diện mười phương chư Phật đó là thấy, tôi thấy bả là cái như bả tàn mạng luôn chứ. Nếu tôi đó không, tôi thấy bả lớn tuổi tôi không dám nói, nhưng mà tôi thấy bả tàn mạng. Đức Phật Thích Ca ta mới đại diện mười phương chư Phật chứ, trời đất ơi, ở đây tí gian pháp này có ai dám, kể cả ông Minh Tệ còn dám nói câu đó tôi mới sợ á. Ông Tệ đặt pháp rồi đó, nhưng mà sao dám nói? Chỉ có Đức Phật Thích Ca là ngài chánh đẳng chánh giác, ngài mới dám đại diện mười phương chư Phật, hằng hà sa số Phật các ư kỳ quốc, chứ đâu phải trời con người phàm phu tục tử đi đại diện mười phương chư Phật. Là một lời nói của mình làm cho mình tổn phước không thể sống nổi, quý vị nên hiểu điều đó. Cho nên quý vị còn cái miệng tứ chi quý vị có, quý vị còn cái miệng thì quý vị nói cái gì quý vị nên suy nghĩ. Quý vị đừng có như cái bà chị cô Hằng gì đó, thì bà nói là bà là gì, bà gì với ông trời, ngoại tình với ông trời. Trời ơi, bà nói cái tôi nghe tôi tự nhiên da gà tôi nổi rồi. Mình phàm phu tục tử mình nói làm chi. Ê, mình đụng tới vô thiên vô pháp như vậy mình sống sao nổi. Cho con hỏi chết luôn á chú về vấn đề này tí xíu. Dạ. Cô Diệu Hân là có một người tu tại gia đó, là lên trên mạng phát ngôn là nói thầy Minh Tệ này đó, tôi là đại diện cho Ngọc Hoàng Đại Đế chân Phật gì đó, nếu mà thầy Minh Tệ này đi ngoài đường là phải thông qua ý kiến của bả. Đó là những cái ý kiến, cái lời nói của cô Duy Hân nói như vậy thì có rõ ràng có sai vấn đề gì không chú? Trời ơi, nó sai hết ráo luôn chứ không sai vậy hả? Chú có thể giải thích giùm con những cái câu nói đó. Bả thì bây giờ nói chung bả là chắc cũng hết phương giải thích rồi. Dạ, thì tôi nói chú rồi, chú hỏi vậy thôi chứ bả hết phương giải thích rồi. Bả hết thuốc chữa không? Hết thuốc chữa rồi. Cái bậc chân tu người ta tu vậy mà nói thì nói đi nói lại chú ơi. Tại vì cái bậc ma là không bao giờ thấy bậc chân tu được. Quỷ dương ha. Quỷ dương mà nếu nó thấy thì nó không bao giờ là nó phá. Nhưng mà nó phá rồi nó đọ. Nó vẫn phá, nó ngộ vậy đó. Tại vì nó hồi đó là thầy của Quý Dương là hứa với Đức Phật rồi, nếu con cháu ông sau này tu chân chính thì tôi sẽ đến phá. Thì đây chắc là con cháu của Quý Dương nè. Cho nên là theo phá thầy Minh Tệ, chứ còn thầy Minh Tệ người ta tu chứ tôi nói mấy chú không có tu á. Nhưng mà mấy chú cũng biết thầy Minh Tệ đúng. Còn những cái người này trì kinh niệm giới có chứ. Có trì kinh niệm giới đó. Mà vì một chút quyền lợi tiền bạc gì đó mà bả nay là cũng 60 mấy 70 tuổi rồi, 70 hay 70 mấy gì rồi mà ăn được bao cái gì nữa đâu mà đi vì đồng tiền mà đi nói vậy đó. Hôm bữa lên Đại Nam á, làm cho cố lên xuống xe lấy đúng, ngồi xe lăn này đẩy mấy anh em YouTube vô hỏi phỏng vấn này nọ sợ xong rồi lên đứng đây đi hơi một luôn rồi bả thì cái bữa thì
Ba bữa sau tôi coi thì mấy ông nào rượt bà trên Đại Nam á. Dạ. Nhưng mà chắc bà cũng tính lên đó kiếm bà hàng số tiền á. À vậy đó hả? Cũng ai ở không đâu mà cho bà đâu, mà bà đi bà kiếm chỗ nào, thí dụ chắc bà lại đó cũng nói nịnh bợ gì bà kia đặng kiếm mớ. Chứ bữa tôi cũng coi cái ông thầy nào luôn. Cái ông thầy nào đó vô hỏi ông Minh Tại có xài tiền không này kia, hỏi mấy chú. À là cái gì thầy mà thầy lại xin mười mấy tỷ hả? Ai biết thì tôi không biết. Xin 19-20 tỷ về cắt cái chùa gì đó. Cái ông đó cũng là 70-70 mấy tuổi gì đó mà ông tu làm sao mà ông gì đồng tiền tính lại đó đặng nói đỡ cho bà Hằng đặng kiếm mớ. Nhưng mà chắc bả cũng không ở không rồi cho mấy người đó đâu. Như là cái clip đó con có coi là không có chỉ trích sư Minh Tại á, không đúng gì đâu. Chỉ trích sư Minh Tại, nói là sư Minh Tại là lấy kim cũng mua bằng tiền rồi á, là rồi ông nói xàm tấu nói trong bảy trăm nói là hình như là cái gì mà không mua bằng tiền. Sư nghe nói là vị sư đó nói thầy Minh Tại có nhận tiền hay sao á. Đúng thầy, không? Thầy Minh Tại làm gì có nhận tiền. Thì đó nghe cho thầy ông nói là cái kim cũng mua bằng tiền. Rồi là chẳng hạn như là cái nồi cơm điện cũng mua bằng tiền, người ta cúng cho hay là quạt cơm ăn hay này kia nọ cũng mua bằng tiền, thì ổng kẻ gạch ra cái đó, ổng hỏi mấy ông Bluetooth thì có ông không trả lời được. Cứ nói ông là xàm tấu, đồng ý là cái gì không mua bằng tiền. Nhưng người ta không nhận chùa cao hoặc lớn, ông hiểu cái đó, ông nên hiểu cái đó. Còn người ta nhận chỉ cái vật ăn trong thân mà đem công đức này hồi hướng cho chúng sanh. Ông nên hiểu điều đó. Chứ có cái gì mà người ta tự trồng mà đem lại cho. Ngày xưa thì Đức Phật đi khất thực thì cũng người ta mua, hoặc là ở nhà người ta có người ta cúng chứ. Ở đâu mà người nào mà có đồ mà cúng tối ngày thì cũng phải ra chợ mua về nấu này kia nọ, nếm cúng Đức Phật. Vì giờ Minh Tại cũng thế thôi, vậy Đức Phật ngày xưa cũng nhận tiền sao? Cho nên những cái người tu ăn uống sao tôi không biết, mà cứ đi nói sai hoài, mà tu tới nay 70-80 tuổi rồi mà không biết cái con đường tu mình đúng hay là sai mà mình đi nói người ta. Cho nên là quý vị thấy những cái người ngã mạng này nè, những người cống cao ngã mạng này, càng cống cao ngã mạng càng khổ. Dạ. Mình không có đúng đâu, mình đúng để người khác người ta thấy, chứ mình chỉ người ta sai đó, mình nói sai mình không biết thấy không. Ông đó nay tôi nhìn thấy ông có 70-70 mấy tuổi gì đó, ông tu chùa nào tôi không biết, nghe bữa đó hô vô Lâm Đồng, vô xin bà Hằng gì đó, bà cho mấy trái mận gì ăn chứ đâu có đâu tiền đâu, bà làm như bà in ra tiền được, ai muốn xin 10-20 tỷ gì xin, vô đó nói tầm bậy tầm bạ, nói ông thầy Minh Tại nhận tiền rồi đồ ăn mua bằng tiền hay gì. Bà hỏi mấy cái ông Bluetooth đó, tôi bắt lên tôi nghe đó, ông này tính lên bưng vô ông này mắc tức cười xin tiền. Ừ. Là tính là cô Hằng cho. Nhưng mà 10-20 tỷ chứ đâu phải là 100-200 ngàn. 100-200 ngàn thì có thể là có thể vài triệu cũng có thể nữa chứ. Nhưng mà cái vị thầy đó là con nghĩ rằng có một ba người nào dẫn thầy đi, chứ thầy thật sự thầy không đi một mình đâu. Con nghĩ là có người dẫn đi cũng chở tới đó cũng có thể là bên dạng như là bên của thầy con mà có trên núi Vinh đó, có thể là đây là sư huynh sư đệ không chừng nữa. Còn nếu mà hôm đó mà buổi sáng là có con là con sẵn không có dẫn vô chi hàng đâu. Đúng con rồi. Dẫn thầy thẳng ra thầy con ngoài núi Vinh luôn. Tôi nói nếu mà bữa đó có chú á, chú phẩm vấn rất là tuyệt vời. Yeah. Rồi hoặc là chú có thể trả lời được gì, chú tôi thấy chú cứng á. Còn cái mấy cái ông Bluetooth kia hỏi không có trả lời được, nó con không biết thì kia nọ không à. Tại sao mà người ta tu vậy mà trời ơi, cái ổng nói Minh Tại nhận tiền, tôi tưởng đâu là ổng phát hiện cái ông Minh Tại này ổng nhận tiền thiệt. Ổng nhận ở đâu, ai về ổng kẻ vạch ra là chỉ mua bằng gì, cái đó là phật tử người ta cúng rồi kim mua bằng gì, trực tiếp nhận tiền. Mấy cái đó ông Minh Tại ổng lẽ ông đi làm cái kim được, mấy cái đó không lẽ ông Minh Tại ông đi làm công chỉ được. Cho nên ổng kẻ vạch tầm bậy không, ổng xàm rồi ổng kẻ vạch rồi mấy ông kia không có trả lời được. Có nghĩa là hôm đó là lên trên chị Hằng là mình phải theo chị Hằng mà nói thầy Minh Tuệ, mà không ngờ là chị Hằng hôm đó là chị Hằng không có nói gì thầy Minh Tuệ. Cho nên chắc mắc cỡ đi về. Mắc cỡ đi về chắc không có đồng bạc nào luôn á. Nghe nói là Quỷ Dương hôm đó tập hợp nhiều lắm, Diệu Hân với mấy người luôn. Quỷ Dương hôm đó tập hợp nhiều lắm. Nếu mà ngày hôm đó mà con ở tới chiều là con sẽ không quay chị Hằng, mà con đi tìm mấy cái quỷ vương xuất hiện trong đó thôi. Tính bữa đó là tính chị Hà, cô Hằng á là bả vạch trong thầy Minh Tại đặng mấy quỷ dương này vỗ tay nè. Dạ. Kiếm một số mà ai về chị Hằng bả xây ở cô Hằng bả xây cái hướng khác. Xây chuyển liền ha. Bả xây cái hướng khác, bả xây bên đầu về bó tay hết. Cái đầu mắc cỡ đi về hết trơn. Mắc cỡ đi về ráo luôn. Rồi cũng không có được đồng bạc nào, chắc tôi nghĩ vậy đó.
chị lỗ đi về lỗ mới lỗ chứ. Minh Tại ông ông sư Minh Tại ông tu tuyệt vời vậy mà đi dạch ra là đồ cúng dường của ông mua bằng gì bảy trăm bả. Nhưng mà cái đó nó dụ rồi mình ý là cũng như người ta ông đó cũng có thể nói cái lý của thầy đó, tại vì thức ăn hay là đồ cơm điện mua mua bằng gì, mua tức như bằng tiền, nhưng ở đây không, thầy Minh Tuệ không có nhận tiền và cũng như là không có gọi là bỏ tiền trực tiếp mua, đó là Phật tử người bà con người ta cho thầy tặng thầy thôi. Tôi nói chú á, xin thưa chú á, tôi nói chú á là tại vì những người đó người ta không có tu cho nên ông hỏi người ta không trả lời được. Còn ông hỏi ngay tôi hỏi ông Đức Phật hồi đó người ta cúng dường người ta lấy cái gì cúng, tôi chỉ hỏi ông làm ơn trả lời tôi đi. Đức Đạt Lai Đạt Ma tu 16 đời, ổng người ta cúng dường cho ổng lấy cái gì cúng? Người ta ở nhà chồng đem cúng ổng hay là gì, hay người ta đi mò bắt lên về cúng ổng? Ông trả lời giùm tôi hai câu nói. Nếu đó mà chồng trọt thì cũng phải cúng phân này nọ đúng không? Ổng tự giận ổng liền, người ta cũng phải mua đồ nhưng mà người ta không nhận, đây là không nhận những vật lớn, không nhận những cái của thế gian, nên hiểu điều đó. Còn mua là người ta phải mua rồi. Đúng rồi. Người ta phải mua cúng dường gạo, người ta phải mua về chứ vui người đó, người ta không có cây lúa, người ta không có làm ruộng, rồi người ta mua gạo về người ta ăn thì người ta thấy mình đi ngang thì người ta cúng dường cho mình chứ. Ông nói cái đó mua bằng tiền, không có khó ruộng, ruộng đâu cấy. Chẳng hạn tàu hũ mình không có làm rồi mình lấy đâu mình ra tàu hũ để mình cúng, hay nước tương mình không có hãng nước tương rồi mình lấy đâu ra mình cúng, mình cũng phải mua. Nó nói tầm bậy tầm bạ, nói bậy mà không biết mình nói bậy, nói sai mà không biết mình nói sai. Con trở lại ông cái ông gì ông Huệ Thận một tí xíu lộn xin lỗi. Là có nghĩa như thế nào, thầy Minh Tuệ rõ ràng là buông bỏ hết, không có sử dụng cái gì hết trơn á, mà ông Huệ Thận này ông dùng cái chiêu mà giống như là một vị tu đi, đầu tròn áo vuông đi, mà lên trên mạng á, là công kích thầy Minh Tuệ rồi tất cả những cái vấn đề mà trên cái mạng xã hội, không phải riêng thầy Minh Tuệ, tất cả những anh em truyền thông mà tuyên bố lên trên mạng đây là những anh em truyền thông bẩn rồi vô học rồi nói chung là này nọ, thì những cái phát ngôn đó làm con không có riêng gì con đâu, những anh em khác người ta cũng rất bức xúc. Thì hỏi con hỏi chú rằng là một cái người tu, một cái người ta gọi là đầu tròn áo vuông như vậy mà lên trên mạng, hoặc thậm chí mà cái chuồng gà đó cũng để số điện thoại và cái số tài khoản để làm ý mục đích gì chú, có phải là tôi nói chút đỉnh không? Tôi nói quý vị truyền thông á, dạ quý vị đừng có buồn, cái người mà khi mà nhìn thấy người khác sai đó thì một ngón chỉ người ta nè, ba ngón chỉ mình nè, chỉ người ta có một ngón thôi mà ba ngón nó chỉ lại mình, cho nên mình thấy người ta sai là mình sai, thấy mà bệnh luôn á, mình sai không có đường đi luôn á. Cho nên người những cái người mà khi mà tu học mà cống cao ngã mạng, chỉ nhìn người khác sai không là tổ quậy năng nói rồi, bậc chân tu như thế nào không biết, nhưng mà nhìn thấy lỗi thế gian là lỗi mình ngay bên đó, không thể nào chạy đâu được. Cho nên cái lỗi của mình, người tu đó, mình sống với cái người thế gian đó thì anh đúng và tôi sai là anh tu được. Hôm nay tôi nói cái câu đó mà ông thầy kia, ông thầy tu kia ông bắt lỗi tôi đó, ông nói mình tu mà sao sai được, nếu thầy đúng hoài thì thầy sân si, thầy không có tu được đâu. Chúng như ông Minh Tánh, ông nghĩ ông đúng là ông sân si với cô Hằng rồi, làm sao tu được nữa. Những cái lời nói anh lên cộng đồng mạng này anh nói như thế vậy thì anh làm gì, anh còn gì cái bậc chân tu của anh nữa. Anh bận cái áo của Phật giao tục diện truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, mà anh lên anh chửi chúng sanh rồi thì còn cái gì nữa mà tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức nữa đây. Cho nên thua rồi, thua hết. Dù chúng sanh có làm cái gì đi nữa, mình không được quyền xúc phạm. Chúng sanh được xúc phạm mình được, chúng sanh đánh mình được, mình không đánh chúng sanh được. Chúng sanh chửi mình được, mình không chửi chúng sanh được. Mình cái dùng cái lời lẽ ngọt dịu, dùng cái lời lẽ êm đềm của Phật dạy mà khuyên bảo chúng sanh thôi. Còn nếu chúng sanh không nghe là cứ bỏ đi thôi, như thường bất khinh Bồ Tát vậy đó, cứ lấy đồ phan là chạy thôi, mà chạy một khúc rồi đứng lại nói tiếp nữa. Từ bất khinh Bồ Tát, quý vị coi cái kinh đó coi, từ bất khinh Bồ Tát nói các quý vị có Phật tánh, chúng sanh đều có Phật tánh, ai tu sẽ thành Phật. Chúng sanh không có nghe, nói ta dạy Phật gì vượt trội gần chết đi khúc, nói các ngươi có Phật tánh đó, các ngươi tin ta đi, các ngươi có Phật tánh đó. Cho nên thường bất khinh Bồ Tát, cũng vì không nghe, chúng sanh không nghe mà trội ngày gần chết. Tức là
sau này mấy trăm năm sau rồi Đức Phật Thích Ca ra đời thì Đức Phật Thích Ca mới nói với khi mà trong hội trường Pháp Hoa thì mấy ngàn người Đức Phật nói quý vị biết Thường Bức Khinh Bồ Tát cái xưa là ai không? Chính là ta đây nè. Nó bị quý vị chọi gần chết á. Hiện nay quý vị ngồi đây nghe ta nói pháp. Nói vậy thôi. Đó, cho nên quý vị phải hiểu cái điều đó đó. Rồi chú có gì hỏi được không? Dạ, không giờ anh em tụi con cũng cảm ơn thầy. Dạ. Giả thẳng mặt Huệ Thịnh để cho Huệ Thịnh tỉnh ngộ ra mà tu hành lại đàng hoàng. Thì bây giờ trước hết đếp thì tôi cũng nói với là thầy Huệ Thịnh này nè, tôi kêu thầy bằng thầy đi, thì cái tôi thì A Di Đà Như Lai, thì tôi cũng không có muốn công kích thầy hay là hoặc là không có, cũng không muốn nói nặng nói nhẹ thầy đâu. Nhưng mà thầy nên suy nghĩ về cuộc đời của mình còn, hoặc là mình đang bận cái áo thầy tu đó, cho nên thầy nên mát mẻ mà tu. Còn nếu thầy không tu nữa thì thôi thầy nghỉ cũng được nè. Nhưng mà thầy đừng có nên lên công kích thầy Minh Tại hay là hoặc là chửi mấy cái vị truyền thông khác. Vị truyền thông khác thầy ngồi thầy suy nghĩ coi, người ta tuyệt vời đó, phước đức người ta lớn lắm á. Tại vì tôi nói hôm rồi ông truyền thông kia là ông phủ nhận cái điều đó. Những cái con người này nè, người ta không đem tiền đem của cho ai, nhưng người ta làm việc phước đức mà quý vị không thấy đâu. Người ta là thấy người này bệnh tật, người ta thấy người kia là từ hoạn nạn này kia nọ, người ta đưa lên để người khác người ta cứu trợ. Mấy cái vị này phước đức tuyệt vời luôn á, chứ không có bẩn đâu. Cho nên là ông đừng có ngồi mà ông coi mà ông thấy vậy rồi ông nói người ta truyền thông bẩn, truyền thông này, truyền thông. Cái truyền thông này là quá tuyệt vời, duyên tôi Nam Mô A Di Đà Phật cái mấy cái vị truyền thông này luôn á. Thì cuối clip thì cũng xin là chúc cộng đồng mạng đời đời an lạc, có những cái vị ăn ngay nói thẳng á nha. Những cái vị ăn ngay nói thẳng rất là tuyệt vời, tôi coi tôi thấy rất là tuyệt vời luôn á. Nhưng mà cái người ăn ngay nói thẳng thì thường bị người khác người ta chửi ngộ vậy đó. Thì kệ ta ai chửi. À, trong Phật có ma, trong ma có Phật, vậy thôi. Quý vị yên tâm đi, đừng có sợ vậy, mình cứ đúng là mình nói thôi. À, chứ đừng người ta đưa tiền cái mình nói nay mình nói vậy, cái mai người ta lại đưa tiền cái mình nói khác, là mình nói đó không có đúng à. À, cho nên người ta có đưa vàng cũng không có nói nữa, người ta có nhét họng mình đi nữa cũng không có nói, cũng phải nói anh đúng là tôi nói, còn anh sai là tôi không có bên anh được. Đó là nguyên tắc của người học Phật. Yeah. Chứ đừng có như ông Thích Pháp Hòa mà nói ông thầy Minh Tại không biết gì hết. À, tôi không biết ông thầy Minh Tại, tôi không chia sẻ. Đúng rồi, không biết thì nó không biết. Giờ biết không dám nói. À, thì anh em cũng chân thành cảm ơn chú, chúc chú và gia đình sức khỏe nha. Dạ, tôi là gửi đến gọi là Quỷ Vương, giả thẳng mặt Quỷ Vương luôn. Dạ. Đó, Huệ Thịnh này nọ đó. Dạ. Yeah. Rồi thôi cũng chúc mấy chú thần lâu bình an nha. À, đời đời an lạc, gia đình cũng được, con cái cũng được ngoan, gia đình cũng được niệm hồng danh Đức Phật để đời đời giải thoát nha mấy chú. Dạ, dạ. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi.